Chào cô, em là học viên Hồ Hồng Châu, lớp cao đẳng y sĩ đa khoa Biên Hòa xin trình bày về bài của mình. HIV Human Immunodeficiency Virus là virus gây suy giảm miễn dịch ở người. Khi virus này xâm nhập cơ thể nó sẽ làm suy giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể. Biểu hiện mắc bệnh, khoảng thời gian từ khi nhiễm HIV cho đến khi phát triển thành AIDS trung bình là 7 đến 10 năm. Những triệu chứng chủ yếu khi nhiễm HIV cơ thể khác nhau. Ở cơ thể có sốt và sụt cân, ở trung khu có khó chịu đau đầu và bệnh thần kinh, ở hạch bạch huyết có nổi hạch ở họng có triệu chứng binh viêm ở miệng có lở lét và nấm miệng thực quản bị lở lét da bi nổi nấm các vơ bị đau nhức gan và lá lách bị sưng dạ dày có buồn nôn và muốn nôn hầu hết những người bị nhiễm hiv vẫn sống khỏe mạnh không có triệu chứng gì trong nhiều năm không thể biết được ai bị nhiễm hiv qua về bề ngoài của họ thử máu là cách duy nhất để biết một người có nhiễm hiv hay không trẻ em có hiv thường có diễn biến bệnh nhanh hơn nhiều so với người lớn khi tiếp xúc thông thường với trẻ bị hiv sẽ không bị lây nhiễm Khả năng sống sót trong bơm kim tiêm dính máu của người có HIV, HIV có thể sống được vài ngày. Ở nhiệt độ phòng khoảng 250 độ C, HIV có thể sống được 7 ngày. HIV bị chết ở nhiệt độ cao. Sau khi đun sôi 20 phút HIV bị tiêu diệt hoàn toàn. HIV bị tiêu diệt trong cả chất giặt tẩy, các hóa chất như nước da ven, cồn, ba chấm. HIV có thể lây qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Qua đường tình dục, Quan hệ tình dục không an toàn là một nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự lây nhiễm các bệnh xã hội nói chung và HIV nói riêng. Tỷ lệ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục rơi vào khoảng 0,03 đến 1%. Có nghĩa rằng từ các yếu tố nguy cơ thì tỷ lệ mắc HIV sau một lần quan hệ trong cộng đồng có xác suất từ 0,03 đến 1%. Sử dụng bao cao su là biện pháp bảo vệ an toàn khi quan hệ. Từ mẹ sang con có thể lây chuyển qua nhau thai, lây chuyển qua máu và dịch âm đạo khi trở dạ và khi mẹ cho con bú chiếm từ 20 đến 30%. Trước khi kết hôn nên đi xét nghiệm HIV hoặc trước khi muốn có thai nên đi xét nghiệm HIV hay khi bị HIV tốt nhất không nên mang thai. Qua đường máu dùng chung bơm kim tiêm với người bị nhiễm HIV, nếu máu của người nhiễm bệnh dính vào vết thương hở, không nên dùng chung bơm kim tiêm với người bị nhiễm HIV, cẩn thận khi tiếp xúc vết thương khác, không dùng chung các đồ vật có thể gây chảy máu như dao cạo râu hay cắt móng tay, ba chấm, chú ý cho và nhận máu. Chúng ta nên bảo vệ bản thân khỏi đại dịch HIV ngày nay. Cảm ơn cô đã nghe bài thuyết trình của em.